chào mừng các bạn trở lại với chương trình Talk với Dr. Dung. Thì hôm nay chúng ta trở về một chủ đề rất là nhiều người phụ nữ quan tâm, tức là làm sao chúng ta có một vòng một là thực sự hoàn hảo đẹp, tức là thẩm mỹ vòng một. Nhưng mà trước đây chúng ta thấy rằng khi nói về vòng một thì đa phần chị em phụ nữ quan tâm là đặt túi ngực, nâng túi ngực để cho vòng một nó đẹp. Thì hôm nay chúng ta có một cái giải pháp mới là chúng ta cũng làm vòng một nhưng mà chúng ta kết hợp giữa cái phương pháp là đặt túi và kết hợp cái lớp mở từ thân của mình. Như vậy tại sao nó có một cái kỹ thuật khác như hồi xưa đặt túi ngực hoặc cái mở, bây giờ chúng ta vừa phối hợp là đặt túi ngực và cái mở? Thì chúng ta biết rằng lý do là sao, chúng ta biết rằng khi chúng ta đặt muốn cái ngực mình to lên, căng lên thì đa phần cái ngực tự nhiên chúng ta sinh, hầu hết cái ngực mình là gì, 90% là mô mỡ, một phần lớp cơ ở dưới. Như vậy khi chúng ta chạm vào thành ngực của người phụ nữ là rất là mềm mại và có độ lại, và đa phần người ta nói là người phụ nữ là có cái bầu ngực. Tại sao người ta dùng chữ bầu, tức là nó độ lại, nó mềm mại xuống chứ không phải đứng thẳng hoàn toàn. Và tại sao có độ lại, thì đó là cái mô tuyến mà mô mỡ nó có độ lại. Nếu chúng ta khi ngực chúng ta mỏng thì chúng ta dùng túi đụng, thì chúng túi đụng động căng quá lên thì nó nghiêng cái ngực, nó căng cứng lên nhưng mà không tự nhiên. Hoặc là cái thành ngực mình quá mỏng, chỉ có lớp da lớp cơ thì chúng ta đụng lên không được cao, không tự nhiên. Như vậy người ta nghĩ ra phương pháp là kết hợp cái một cái mỡ phía trên thành ngực và dưới thành ngực là cái túi ngực nhỏ hơn. Vậy cái ngực, cái mỡ lấy từ đâu? Đa phần mỡ là người ta lấy từ cái mỡ thừa của cơ thể mình, là mỡ từ vùng mọt, vùng đùi, vùng bụng. Tuy nhiên cái mỡ này làm sao để chúng ta lấy ra, chúng ta chiết lọc, chúng ta cấy vào trong cơ thể mình nó sống lâu hơn, thì chúng ta có một kỹ thuật lọc là kỹ thuật Burap. Burap là sao? Chúng ta lọc đúng cái tế bào mỡ và một phần tế bào gốc. Hồi xưa chúng ta chỉ cần hút hết mỡ ra, trong mỡ thì có mô mỡ này, mô xơ này, nước, tất cả mọi thứ lộn xộn. Chúng ta dùng máy ly tông cho lọc lại thì cái máy ly tông nó không hiệu quả bằng cái Burap. Cái Burap là một kỹ thuật màng lọc thực sự rất hiệu quả để lấy đúng tế bào gốc, tế bào mỡ. Từ cái này á, chúng ta bắt đầu đó, cái này, chúng ta thấy những cái màu vàng này đúng không, là mô tuyến thực sự của bầu ngực của người phụ nữ, và chúng ta cấy một lớp đó. Cái kỹ thuật là sao? Nếu một người phụ nữ ngực quá mỏng, chúng ta đặt cái ngực là 350cc hoặc 400cc để ngực căng tròn lên, thì nó ra mấy hiện tượng. Một là ngực quá căng sẽ lộ túi và không tự nhiên. Sau một thời gian chắc chắn, mà khi căng nhiều á thì dễ bị lộ túi, dễ có thắt vô sơ, không có độ mềm mại. Thì người ta dùng nó thay vì 350cc thì người ta đặt túi ngực nó khoảng 27-26 thôi, trên cái thành ngực nó cấy một lớp mỡ rải đều xuống khoảng 70cc, thì bảo đảm rằng nếu chúng ta nhìn cái ngực đó và chúng ta sờ vào thành ngực đó, chúng ta không biết được người phụ nữ này có năng ngực không đó. Vậy chúng ta trở về xu hướng là sao? Xu hướng của thẩm mỹ là xu hướng làm cái gì phải đẹp và an toàn và tự nhiên. Nhiều người nhìn cái ngực rất là to nhưng mà chúng ta xin thưa rằng rất là không tự nhiên. Và chúng ta thấy đa phần người phương Tây đặt túi ngực và túi nước biển rất là to, và chúng ta nhìn vô nó thô lắm. Tuy nhiên người châu Á chúng ta là ngực nó phải hài hòa mềm mại, và phương pháp cấy mở ngực kết hợp với đặt túi là một cái xu hướng tất yếu bên trong tương lai. Hiện tại Hàn Quốc, người Hàn Quốc người ta không làm túi ngực quá lớn, nhưng một số người kêu thôi bây giờ tôi muốn tự nhiên, tôi cấy toàn bộ túi mở thì sao, không cần đặt túi thì sao. Nhưng cấy toàn túi mở ngực thì sẽ có một cái nhược điểm là mỡ nó sẽ tiêu đi một phần, không còn lại, tiêu khoảng 40-50%, không được giữ được cái dáng ngực lâu dài. Như vậy ta sẽ nghĩ cách là một phần túi ngực và một phần mỡ đó. Cái túi ngực này hiện tại của bệnh viện thẩm mỹ Chevy thì chúng tôi vẫn dùng nhiều loại túi, nhưng mà cái túi mà nhiều người khách hàng ưa chuộng nhất bây giờ là túi Nanochip, là một trong những túi mà được chứng nhận là túi có cái độ mềm mại, độ lướt và bền vững đó. Một số thí nghiệm chúng ta chứng minh là túi rất là bền đó. Đây là cái lượng mỡ chúng ta sau khi lấy ra, và chúng ta sẽ tiêm rải đều trên cái thành ngực đó. Một số trường hợp chúng ta thấy là cái thành ngực xa nhau quá, chúng ta không thể nào ép sát lại được, như vậy chúng ta cấy hai cái mỡ dọc hai thành ngực thì sẽ tạo nên khe ngực và chúng ta rất mềm mại. Hoặc một số người đã nâng ngực rồi mà thành ngực quá mỏng, chúng ta muốn ngực nó bầu hơn thì ta cấy lên thành ngực đó thì ngực sẽ mềm mại đó. Đây một số thành ngực. Cô này thì ai cũng biết là cô Tuyết Nhung là DJ rất là nổi tiếng. Cô này đã mổ ngực 3 lần và
cái thằng ngực bị lộ, rách cơ ngực chỗ này, ngực mỏng hết, ngực đã mỏng rách cơ ngực thì mà giờ muốn ngực đứng lên thì đặt to hơn nữa thì chắc chắn là bị lộ tiếp. Thì trong trường hợp này chúng tôi bắt buộc đặt túi ngực và chúng tôi cấy mở hết vùng này vùng mềm luôn, và chúng ta thấy rằng sau khi làm ngực rất là căng mỏng mại và chúng ta nhìn không biết được. Đây là cô DJ Tuyết Dung rất nổi tiếng mà về design. Đây là bằng diễn viên Hiền Thạch, bạn này đóng nhiều phim nổi tiếng. Thì chúng ta thấy rằng chúng tôi cũng làm cái bạn này, là bạn này có một cái dở là cái thành ngực của dày và cái cơ thôi chứ mô tuyến không. Thì chúng tôi kết hợp đặt một túi ngực và kết hợp rải đều một lớp mềm này thì chúng ta thấy bao giờ cũng đều, nó mềm mại hết. Đây là diễn viên Hiền Thạch không đó. Thì cái hình trường hợp này, cô này ở Tiền Giang thì có cái xương rất lộ, thành ngực rất là mỏng. Nếu chúng ta đặt túi ngực vô toàn bộ sẽ lộ liền. Vậy chúng ta kết hợp phối hợp là đặt túi ngực và kết hợp cái mở đó. Thì chúng ta quay lại trường hợp cái mở ngực và đặt túi ngực nó có những cái ưu điểm như thế nào. Đầu tiên chúng ta phải nói là cái sự ăn của gần như là tuyệt đối. Tại vì sao? Chúng ta không đặt túi ngực quá lớn để lộ tuyến, để căng tròn, để mất tự nhiên. Thứ hai là cái chính mở cơ thể mình đó, nó làm cho độ ngực mình mềm mại rất tự nhiên, đó là cái an toàn. Cái thứ hai là một số trường hợp ưu điểm là chúng ta những trường hợp mở thừa cơ thể mình, ví dụ bụng mình mở thừa, đùi mở thừa, chúng ta lấy chúng ta thay vì vứt bỏ đi thì ta sử dụng lại trong cơ thể mình, đó là cái ưu điểm thứ hai. Cái ưu điểm thứ ba là trong cái nâng ngực mà kết hợp này là cái ưu điểm tuyệt đối của nó là hầu như ai cũng biết là ngực rất mềm mại, có độ lượng, độ bầu là lớn và hầu như khó ai biết được là mình đang ngực. Đó là những trường hợp mà cái đặt túi ngực so với phương pháp đặt túi ngực cổ điển. Như vậy những trường hợp đối tượng nào đặt túi ngực kết hợp cái mở ngực, ví dụ một người có túi ngực tuyến mô tuyến đầy đủ mềm mại nhưng mà muốn lớn một chút xíu thì chỉ đặt túi ngực là ok, không cần đặt thôi đúng không. Nhưng một số người thành ngực rất mỏng, thành ngực rất mỏng thì là ưu tiên số 1. Thứ hai, một người phụ nữ ngực mỏng chưa có cho con bú lần nào mà muốn ngực lớn tự nhiên thì chúng ta nên đặt túi ngực kết hợp cái mở. Trường hợp thứ ba là người phụ nữ, người ta muốn ngực ta là sao? Người ta muốn ngực ta thật tự nhiên, nhìn vô ngực lớn nhưng mà không biết được là người ta đặt túi ngực. Là đặt trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là người ta đặt túi ngực rồi, bây giờ lộ túi nhưng mà người ta không muốn được nhỏ, lộ túi bắt buộc phải cho đau say xuống cho là ngực nhỏ xuống, nhỏ xuống hạ túi thì ngực nó sẽ nó không đẹp. Như vậy trường hợp đó chúng ta thì phải cấy một lớp ngực mở trở đều lên cái thành ngực đó. Làm những trường hợp thứ ba là hai thành ngực nó xa nhau quá, có khoảng cách xa nhau quá, chúng ta cấy một lớp mở dọc hai thành ngực này thì ngực sẽ khít lại đó. Như vậy thứ tư là bốn trường hợp mà chúng ta thường gặp để mà làm vừa nâng ngực và kết hợp cái mở ngực. Trong cái ưu điểm mình cũng rất quan trọng về cái đặt túi ngực kết hợp túi mở là giảm tỷ lệ co thắt hồ sơ. Co thắt hồ sơ là sau khi chúng ta đặt cái túi ngực vào cơ thể mình quá căng, ngực quá to thì cái sự co thắt hồ sơ sẽ càng xảy ra. Trong khi chúng ta đặt ngực nhỏ, áp lực thấp thôi, trên nó trải một lớp mỡ mỏng thì nó giảm áp lực về co thắt thì sẽ dễ giảm tỷ lệ co thắt hồ sơ. Như vậy đặt túi ngực kết hợp cái mở là một trong những cái phương pháp mà giảm tỷ lệ co sơ rất là tốt. Nhân đây thì chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi khách hàng bệnh nhân có một cái chương trình đặc biệt vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2019 thì bác sĩ Sơn là một chuyên gia về cái mở vùng mặt, cái mở ngực và nâng ngực. Ông ta là một trong những thành viên thẩm mỹ ngực kết hợp cái mực rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thì ông sang Việt Nam sẽ làm mà để thực hiện một số phương pháp về cái mở mặt cũng như thực hiện một số ca về nâng ngực kết hợp cái mở ngực vào ngày 23-24 tại Bệnh viện Thẩm mỹ JU. Nếu khách hàng có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Bệnh viện Thẩm mỹ JU qua số điện thoại 0968681111 hoặc lên kênh fanpage, hoặc kênh YouTube, hoặc trang web thẩmmyhanquoc.vn thì các bạn sẽ đăng ký trực tiếp trên kênh để cho các chuyên viên chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp và các bác sĩ Sơn sẽ tư vấn trực tiếp để làm 2 ngày 23-24 tháng 11 sắp tới. Đến đây thời lượng dành chương trình Talk với Đức Dung đã hết. Thì quý vị, mời quý vị sẽ xem chương trình vào lúc 19:30 thứ tư hàng tuần trên kênh Facebook và kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ JU. Hoặc các quý vị sẽ liên hệ trực tiếp qua tổng đài 0968681111.
1111 để được tư vấn trực tiếp, hoặc là đến bệnh viện thẩm mỹ Chepview tại số 50 Tốt Tùng để gặp trực tiếp tôi và một số bác sĩ tư vấn trực tiếp về các dịch vụ thẩm mỹ. Đến đây thời lượng dành chương trình đã hết, tạm biệt mọi người.